bằng mười. Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại đẹp rất vui được gặp lại quý vị trong trang sức sống miền Đông tuần này do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện. Thưa quý vị, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010, gọi tắt là chương trình 135, được Chính phủ phê duyệt ngày 10 tháng 1 năm 2006. Sự triển khai hiệu quả chương trình đã góp phần đưa chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong những năm qua đã không ngừng được nâng lên. Đến thăm đồng bào trong những ngày cuối năm, ta có thể cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân đã phủ lên khắp từng ngôi nhà góc phố. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói của đồng bào dân tộc trúng mùa thu hoạch cuối năm làm niềm vui đầu xuân như được nhân lên. Đây cũng là chủ đề của trang sức sống miền Đông hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình 135 giai đoạn 2 kéo dài từ năm 2006 đến năm 2010 dành hỗ trợ phát triển cho các xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên do khâu khảo sát và đánh giá các xã khó khăn trên địa bàn không gặp nhiều thuận lợi nên tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chương trình 135 được triển khai chậm hơn so với dự kiến. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, chương trình 135 triển khai thực hiện từ năm 2010 đến năm 2012 tại 5 xã đặc biệt khó khăn gồm xã Cù Bị, xã Đá Bạc, xã Bầu Chinh, xã Sơn Bình của huyện Châu Đức và xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc với tổng kinh phí khoảng 150 tỷ đồng. Có thể nói, chương trình 135 là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đầu tư hỗ trợ cho các xã vùng sâu vùng xa và xã đặc biệt khó khăn. Thực tế cho thấy, trong những năm qua, chương trình 135 đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của các xã được đầu tư và đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến tích cực trong đời sống của đồng bào. Ở giai đoạn 1, chương trình 135 tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn. Bước sang giai đoạn 2, chương trình 135 chuyển hướng tập trung đầu tư về các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới với 4 nội dung cơ bản: hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, miễn học phí cho học sinh và trợ giúp các cháu mẫu giáo 120.000 đồng tiền ăn một tháng. Và đào tạo bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ nhân viên, cán bộ đồng bào dân tộc. Đây được coi là một trong những nội dung chiến lược của chương trình 135 nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc theo chiều sâu. Cũng đồng thời, việc phát triển các công trình giao thông được chương trình 135 giai đoạn 2 đặc biệt chú trọng nhằm giúp đồng bào lưu thông một cách thuận lợi, hàng hóa được vận chuyển một cách dễ dàng, từ đó góp phần nâng cao đời sống kinh tế của đồng bào. Đây cũng chính là cách thể hiện một cách thiết thực, cụ thể sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện dự án tại 5 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, chương trình 135 cũng đã thu được những kết quả nhất định. Huyện Xuyên Mộc với 21 công trình cơ sở hạ tầng được xây dựng, 142 hộ được hỗ trợ sản xuất, gần 350 em học sinh và các cháu mẫu giáo được hỗ trợ tiền học phí. Huyện Châu Đức xây dựng 29 công trình cơ sở hạ tầng, 76 hộ được hỗ trợ sản xuất, 1.000 em học sinh và các cháu mẫu giáo được hỗ trợ học phí. Từ những hỗ trợ ấy, đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc và xã Sơn Bình, huyện Châu Đức là hai trong số 5 xã đã triển khai thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2 đạt hiệu quả cao. Xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc được thành lập năm 2002 trên cơ sở tách ra từ xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc. Phần lớn diện tích đất tự nhiên nơi đây là đất nông nghiệp, chủ yếu trồng cao su và tiêu. Dân số chủ yếu là dân tộc Châu Ro, Khmer, Hoa, Dao, Sáo Diều. Sau nhiều năm tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội, xã Tân Lâm hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới khang trang.
đường làng ngõ xóm được trải nhựa khô ráo sạch sẽ, những ngôi nhà được xây tường gạch kiên cố. Những hình ảnh ấy đã đẩy lùi một xã Tân Lâm của nhiều năm về trước. Từ năm 2003 trở về trước, mặc dù xã Tân Lâm đã được đảng và nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng một số công trình, nhưng nhìn chung cơ sở hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Nhiều công trình thiết yếu chưa được xây dựng, một số khu vực nhà dân chưa có điện, nước sinh hoạt. Quan trọng hơn, phần đông người dân đồng bào thiếu kiến thức, không có ý chí xây dựng cuộc sống tương lai, sống tạm bợ bằng nghề làm thuê làm mướn. Chính vì những lý do đó mà đời sống đồng bào vốn đã khó khăn lại càng gặp nhiều khó khăn gấp bội. Có thể nói, những chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước đã từng bước làm thay da đổi thịt của một xã Tân Lâm vùng sâu vùng xa. Từ chương trình 134, bà con đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ về nhà ở, giúp bà con đồng bào an cư, tập trung lo xây dựng kinh tế gia đình. Chưa hết vui mừng, bà con đồng bào xã Tân Lâm lại hân hoan đón niềm vui mới từ chương trình 135 của chính phủ về việc hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm và hỗ trợ sản xuất. Theo đó, chương trình 135 triển khai thực hiện tại xã Tân Lâm được tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng. 11 công trình đường giao thông liên thôn, liên ấp được khẩn trương triển khai thực hiện và những con đường công trình mới được hình thành. Có những con đường mới, bà con đồng bào đã lưu thông dễ dàng cả mùa mưa và mùa khô. 85% số hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia hoặc các nguồn điện cung cấp khác. 142 hộ gia đình nhận hỗ trợ con giống, cây giống, phát triển mô hình chăn nuôi sản xuất. Từ đó, cơ hội vươn lên xây dựng kinh tế gia đình. Đây là gia đình chị Tòng Thị Phát, một trong những gia đình Châu Sò có cơ sở kinh tế ổn định vững mạnh. Cách đây 5 năm, cũng như bao gia đình đồng bào dân tộc Châu Sò khác, gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của đảng và nhà nước, thông qua chương trình 134, gia đình chị Tòng Thị Phát có được căn nhà kiên cố. Đến chương trình 135, gia đình chị lại được hỗ trợ về phân bón cây trồng. Nhờ đó, gia đình chị có điều kiện phát triển kinh tế. Mặc dù số phân bón, cây giống mà gia đình chị Phát nhận được từ sự hỗ trợ của chương trình 135 không thực sự nhiều, nhưng đó chính là cơ hội tạo điều kiện thúc đẩy giúp gia đình chị Phát nỗ lực phát triển kinh tế gia đình. Nhà nước cũng có hỗ trợ cho dân tộc của tôi, trong lòng rất vui. Để mà sản xuất kinh tác mà có, chứ mình không có tiền mua gì đó. Một gia đình khác cũng là một trong những gia đình tiêu biểu phát triển kinh tế nhờ hỗ trợ vốn con giống từ chương trình 135 là gia đình ông Tòng Vũ Trọng ở ấp Bào Ngứa, xã Tân Lâm. Trước năm 2003, gia đình ông Tòng Vũ Trọng gặp rất nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của đảng và nhà nước, gia đình ông Trọng nhận được hỗ trợ vốn để phát triển mô hình chăn nuôi. Cùng với số tiền vay mượn của gia đình ông Trọng mua một con bò. Đến nay, đàn bò của gia đình ông Trọng đã tăng lên 2 con. Mặc dù cuộc sống của gia đình ông vẫn chưa hết khó khăn, nhưng so với thời gian trước, cuộc sống này đã được cải thiện đáng kể. Nhà nước mới có hỗ trợ cho bà con dân tộc ở đây. Nếu hỗ trợ số vốn hơi khá một chút cho bà con 5 năm, với lãi suất thấp thì bà con có thể là hoạt động theo kinh tế chăn nuôi, hoặc là người ta có còn đất thì người ta sẽ trồng cây cao su lâu năm, để phát triển kinh tế gia đình nó vượt trội lên hơn chút, khá lên chút. Một điều đáng mừng những năm trở lại đây đó là song song với sự quan tâm hỗ trợ của đảng và nhà nước là sự nỗ lực ý thức tự vươn lên của bà con đồng bào. Và sự hỗ trợ của nhà nước đã tạo cơ hội, tạo điều kiện cho người dân xã Tân Lâm xây dựng một cuộc sống mới. Trong ở Bù Hàm thì bà con dân tộc là hiện tại là có 43 hộ. Nói chung là bà những hỗ trợ cấp trên thì coi như bà con nó coi nói chung là lỗ làm ăn. Thì năm ăn này phát triển kinh tế hộ gia đình. Thì bà con dân tộc ở địa phương này thì nói chung là càng ngày càng phát triển. Thì mình thấy rõ rệt luôn á. Và từ sự cộng hưởng chung ấy, cuộc sống của bà con đồng bào dân tộc ở huyện Xuyên Mộc đã có những thay đổi rõ nét. Điều đó cũng minh chứng cho những chủ trương lớn của đảng và nhà nước đã từng bước có hiệu quả. Xã kế tiếp đến là xã Sơn Bình, huyện Châu Đức. So với cách đây khoảng 10 năm thì xã Sơn Bình của hôm nay cũng đã có một hình ảnh mới, đặc biệt là đời sống của đồng bào dân tộc Châu Sò đang sinh sống trên địa bàn.
Hình ảnh này đã thể hiện những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong suốt thời gian qua trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đời sống cho người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đồng thời, hình ảnh ấy cũng thể hiện sự triển khai nhanh chóng, kịp thời các chủ trương chính sách của Nhà nước đến với đồng bào từ chính quyền địa phương nơi đây. Chương trình 135 giai đoạn 2 là triển khai từ năm 2010-2012. Thì có kế hoạch của Ủy ban dân huyện thì Ủy ban dân xã cùng công tác với cái ban ấp của đồng bào dân tộc thì triển khai các cái chương trình để sửa chữa nhà cho đồng bào dân tộc, rồi là cung cấp các cái con giống và các cái cây con giống cho đồng bào dân tộc để phát triển sản xuất. Thì, trong đó lồng ghép các cái buổi là để tuyên truyền những cái chủ trương chính sách cho đồng bào dân tộc trong cái cuộc sống xây dựng nông thôn mới, thì đáp ứng cái cuộc sống phát triển tốt trong thời điểm hiện nay. Trên địa bàn xã Sơn Bình có khoảng 78 gia đình châu rò đang sinh sống. Những năm trước, như tình hình chung, các gia đình châu rò đều hết sức khó khăn, đường đi ngõ lại trong khu vực lầy lội nhỏ hẹp. Từ các chương trình lớn của Đảng và Nhà nước như chương trình 134-135, cuộc sống của đồng bào đến nay đã nhiều phần thay đổi. Được nhận sự hỗ trợ của chương trình 135, 21 gia đình đã nhận căn nhà mới, trung bình 30 triệu đồng một căn. 12 căn nhà đã xây trước đó được tu sửa với giá 15 triệu đồng một căn. 90% các gia đình được sử dụng nước sinh hoạt sạch và sử dụng điện lưới quốc gia hoặc từ nguồn điện cung cấp khác. Nhận hỗ trợ con giống để phát triển mô hình chăn nuôi, 33 gia đình đã nhận mỗi hộ gia đình một con dê cái để sinh sản. Sau một năm nhận nuôi, đến nay dê của các gia đình đều phát triển tốt. Với cơ hội phát triển kinh tế gia đình mà chương trình 135 đã đem lại, nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn, yên tâm làm ăn. Trước kia thì chưa có nhà cửa ở thì thấy cũng khổ, mà giờ nhà nước cũng hỗ trợ cho cái nhà cửa ở thì cũng được ổn định. Giờ cho được giống này nuôi thì thấy cũng được, cũng phần nào thì đi làm thuê là mướn thêm ăn, cảm ơn cũng sự nhà nước. Thực hiện các chương trình lớn như 134-135, Đảng và Nhà nước không chỉ đơn thuần là giúp đỡ bà con đồng bào về vật chất, mà sâu hơn là thay đổi về mặt nhận thức của bà con đồng bào. Sau nhiều lần được nhà nước đầu tư cho bà con, thì hiện nay, vài năm trở lại đây, bà con đã thay đổi được cái nhận thức là tập trung vào làm sau khi được ổn định nơi ăn chốn ở. Không còn như trước là trông chờ vào những cái hỗ trợ của nhà nước nữa. Và hiện tại thì những người mà có việc học mà thấp thì họ đã đi làm thuê, kiếm tiền, làm công nhân hoặc làm bất cứ gì đó. Hiện còn cái thế hệ mới hiện tại thì đã chịu đi học. Và hiện nay thì con em dân tộc cũng đã có khá nhiều em là sinh viên đại học và được bằng khá giỏi hoặc là có những thành tích tốt trong học tập. Đến nay, có thể thấy chương trình 135 ở cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đều đã tạo được những kết quả đáng ghi nhận. Có được kết quả ấy chính là sự nỗ lực đồng lòng của cả các hộ nghèo và sự nhiệt tâm của các cán bộ địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý thực hiện chương trình một cách chặt chẽ. Thưa quý vị, bản làng của các đồng bào dân tộc đang bừng lên một mùa xuân tươi mới. Mùa xuân ấy hiện lên trên từng con đường góc phố đã khang trang sạch đẹp, hiện lên trên từng mái nhà còn thơm phức mùi sơn mới, hiện lên trong từng bữa ăn ấm cúng và hiện lên trên từng nét mặt phơi phới đã rũ hết những lo toan nhọc nhằn. Một mùa xuân mới về sẽ là động lực để đồng bào dân tộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo, cùng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị, Trang Sức Sống Miền Đông cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục lần sau. Thân ái chào tạm biệt.